một tên trong nhóm lưu manh đã bất ngờ bị ám sát bởi một kẻ lạ mặt. Những tên còn lại trong nhóm cố gắng đáp trả nhưng cũng nhanh chóng bị hắn ta kết liễu một cách dễ dàng. Nhóm não thịt tự giác biết mình không phải là đối thủ, thế là bọn họ ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào bên trong khu rừng. Nhưng trong chớp mắt đứng trước bọn họ ngay lúc này lại chính là kẻ lạ mặt. Trở về với Haruka thì trời cũng đã tối. Mặc dù cậu ấy không muốn nhưng cô con gái lãnh chúa Mariel nhất quyết một mực đưa Haruka về lâu đài của cổ. Khi bước vào, Haruka không thể không ngạc nhiên bởi sự rộng lớn và hoành tráng của lâu đài, đến mức cảm thấy khó chịu vì sự xa hoa đó. Nhân lúc Mariel thay đồ, Haruka đã chào lãnh chúa và phu nhân của Omui trong bức ảnh rồi xách dép đi về. Nhưng vừa bước đến cửa thì đã bị Mariel bắt được. Mariel đã bảo Haruka ở lại. Cô ấy muốn cảm ơn cậu ấy vì đã cứu mạng cô khỏi bọn cướp. Một bữa tiệc thịnh soạn ngay sau đó được bày ra, trong đó thức ăn ngon đến mức Haruka phải cảm thán không ngớt. Ngon quá, quá đỉnh. Không chỉ có thức ăn mà Mariel còn tặng cho Haruka một túi tiền, một giấy tờ tùy thân có cả tên của cậu và tên của thành phố Omui được khắc trên đó. Hay quá, Haruka reo lên, vì giờ đây cậu ấy có thể tự do ra vào thành phố. Sự hấp dẫn của đồ ăn và những phần thưởng quá là bất ngờ mà Haruka quên mất bản thân đã không nghe để ý những lời căn dặn của Mariel từ nãy đến giờ khiến cô ấy vô cùng bực mình. Cô ấy còn đặc biệt chọn một bộ đồ thật lấp lánh đến cỡ này rồi mà. Ngày thứ 22, Haruka đã bị các bạn nữ trong lớp tra hỏi về vụ việc ngày hôm qua. Mặc cho Haruka đã cố gắng giải thích rằng cậu ấy đã bị gọi đến dinh thự lãnh chúa, nhưng nghe kiểu gì thì nó vẫn quá là vô lý mà. Tại sao Haruka lại được triệu tập đến nơi ấy? Chắc chắn cậu lẻn trốn đi rồi gặp con gái lãnh chúa phải không? Mà cũng đến giờ đi chinh phạt lũ quái rồi. Thế là các cô gái nhanh chóng di chuyển rời khỏi thành phố. Trước khi đi, lớp trưởng vẫn không quên nhắc nhở Haruka là không được rời khỏi thành phố đâu đấy. Được rồi, rõ rồi ạ. Nhưng trong lòng, Haruka đã sẵn sàng cho một kế hoạch riêng. Với những thứ trong tay, nào là ma thạch, tiền mặt và những đồ vật mua sắm được, Haruka thầm nghĩ mình đã có đủ mọi thứ để có thể rời khỏi thành phố và trở lại với cuộc sống tự do ở rừng xanh. Trước khi lên đường, Haruka ghé mua thêm vài món đồ từ số tiền nhận được của Mariel, rồi thưởng thức vài món mới lạ khác ngoài nấm. Đồng thời cậu còn để lại một lời nhắn cho lớp trưởng để giữ hòa khí. Và rồi, sau bao lâu chờ đợi, Haruka cũng quay lại với rừng xanh, nơi anh cảm thấy như đang trở về nhà. Giờ mà có thấy cướp xe thì cậu ấy cũng mặc kệ, hảo hán thật. Đi sâu vào trong rừng, mọi thứ quen thuộc đang chào đón Haruka. Bầu trời xanh, mặt nước trong vắt, cá đớp cá và những sinh vật rừng như goblin và kobold lấp ló xung quanh. Cuối cùng mình cũng được về rừng, Haruka thầm reo lên. Đang tận hưởng không khí rừng, Haruka bất ngờ phát hiện ra một con Orc. Thường ngày, chúng ở sâu trong rừng, nên việc gặp nó ở đây quả là kỳ lạ. Tuy nhiên, với món vũ khí mới mua từ tiệm vũ khí, Haruka đã dễ dàng hạ nó mà không chút khó khăn. Cậu ấy hài lòng với sức mạnh của mình, tự tin rằng giờ đây với những trang bị hiện có từ áo choàng tàng hình, kiếm phép, giáp kháng xuyên, đến đũa lửa và trượng không gian, Haruka có thể sống thoải mái trong rừng mà không lo ngại điều gì. Nhưng rồi, Haruka nhận thấy điều gì đó không ổn. Có dấu vết của máu loang lổ trên mặt đất, chắc không phải đám otaku đâu vì tụi nó là chuyên gia dị giới mà nhỉ. Ngay lập tức cậu liền suy nghĩ về nhóm não thịt và nhớ rằng họ từng hứa sẽ bảo vệ các cô gái khỏi bọn lưu manh. Điều này khiến Haruka không khỏi lo lắng, vì có vẻ như đã có một cuộc chiến xảy ra. Haruka bàng hoàng tự hỏi, chẳng lẽ nhóm não thịt đã liều lĩnh đi chiến đấu với đám lưu manh? Haruka liền kích hoạt kỹ năng dò địch để quét dấu chân di chuyển, lần theo dấu vết. Điều tồi tệ nhất hiện ra trước mắt Haruka, cả nhóm não thịt đã nằm bất động trên đất. Haruka lao đến bên họ, thật may bọn họ vẫn còn thở. Cậu ấy không do dự mà dùng hết bình hồi phục được chế từ nấm mang theo, cố gắng cứu họ. Và có lẽ số họ chưa tận khi nhờ những bình hồi phục của Haruka, nhóm não thịt đã có ý thức trở lại. Ngay khi thấy Haruka, một người trong nhóm bật cười hỏi Haruka, khỏe chứ? Còn đủ sức lo cho tôi sao? Nhóm não thịt liền hỏi về các bạn nữ trong lớp. Haruka khen ngợi cho rằng nhờ bọn họ mà các bạn nữ hiện giờ vẫn ổn. Tuy vậy, một sự căng thẳng không thể che giấu hiện lên trong mắt họ. Nhóm não thịt giải thích rằng không chỉ đám lưu manh bị tiêu diệt một cách bất ngờ mà họ còn mất cả những vũ khí lấy được từ căn phòng trắng. Tất cả đều rơi vào tay của Tanaka, một kẻ được coi là thiên tài toán học của lớp. Dường như hắn đã lên kế hoạch kỹ lưỡng từ lâu và có mục tiêu đặc biệt là lớp trưởng. Haruka chợt tròn con mắt khi nghe điều này. Lớp trưởng sở hữu kỹ năng cướp đoạt, một kỹ năng mạnh mẽ và tàn bạo, cho phép cướp lấy cả mạng sống lẫn kỹ năng của người khác. Nhưng chỉ có Haruka và nhóm otaku là biết về kỹ năng này. Thật không ngờ đến hiện giờ ngay cả nhóm não thịt cũng biết. Tanaka, hắn cũng đã biết được điều gì đó và liên tục tra hỏi về tình hình của lớp trưởng. Cuối cùng, khi không thể tìm thấy lớp trưởng, hắn đã trút giận lên nhóm họ, ép buộc họ phải cung cấp thông tin. Bị hành hạ đến mức sống dở chết dở, nhóm não thịt đã nghĩ ra một kế sách liều lĩnh, dụ hắn vào rừng, ngôi nhà mà Haruka đang sống ẩn giật. Nhưng hắn sẽ sớm muộn phát hiện ra và lần theo vết máu mà đến đây thôi. Haruka hiểu kế hoạch, nhưng lòng cậu vẫn dâng lên một sự do dự. Cậu ấy đã chọn cuộc sống bình lặng trong rừng để tránh xa mọi xung đột và sống lặng lẽ trong cô độc. Nhưng tình thế này không cho phép cậu ấy giữ sự tĩnh lặng đó mãi mãi. Sau một hồi suy nghĩ, Haruka gật đầu quyết định chỉ có tôi đánh thôi. Trước sự ngỡ ngàng của nhóm bạn, một mình không nổi đâu. Haruka cất tiếng, các ông tới thành phố đi. Haruka biết rằng đối thủ lần này không đơn giản, nhưng với suy tính của mình, cậu tin rằng có thể bảo vệ mọi người và lớp trưởng một cách an toàn. Những người bạn nhìn Haruka trong im lặng, hiểu rằng cậu ấy có lý do riêng. Họ gật đầu rời đi. để lại Haruka một mình trong rừng, sẵn sàng đối đầu với kẻ thù trong bóng tối, kẻ đang lần theo dấu vết máu để tìm đến nơi này. Haruka biết rằng cậu ấy cần phải mạnh hơn và cẩn trọng trong từng bước đi, vì lần này Haruka phải chiến đấu một mình. Trong lòng, Haruka nhận thức rõ rằng nếu thất bại, sẽ không còn ai có thể bảo vệ nhóm con gái khỏi mối nguy hiểm khủng khiếp đang rình rập này. Về kỹ năng vũ khí, Haruka cho rằng đúng là nó rất mạnh, nhưng điểm yếu lại là một khi kích hoạt thì không thể hủy bỏ. Đó sẽ là điểm yếu chí mạng, nhưng Haruka vẫn không được chủ quan. Để có thể đối đầu với nó, cậu ấy cần phải phát triển một kỹ năng mới. Đúng lúc đó, lũ goblin cũng xuất hiện, dường như bọn chúng bị mùi máu thu hút tới. Thời gian cũng không còn nhiều, Haruka đã bắt đầu tập trung vào mục tiêu rèn luyện và nâng cấp bản thân. Những con goblin cấp 19 à, Haruka thấy chúng khá mạnh nhưng vẫn quyết tâm tiến tới, đập và quét sạch đối thủ bằng toàn bộ sức lực của mình. Nhưng dù đã cố hết sức, anh vẫn chưa đạt được mức thăng cấp như mong đợi. Haruka thầm ao ước có những quái vật mạnh hơn để thử thách bản thân. Vừa dứt lời thì cậu ấy liền đối mặt với vua goblin đặc biệt hung hãn. Nó liền lao vào tấn công Haruka. Cũng may một trong số món đồ mà cậu ấy đã mua kết hợp lại và giờ đây chiếc áo choàng của Haruka có khả năng né tránh, nhưng con quái vật không cho cậu ấy có cơ hội đáp trả. Nó liên tục tấn công Haruka, đẩy lùi cậu ấy. Haruka nhận ra con goblin này không dễ chơi một chút nào. Không nản lòng, Haruka bắt đầu tập trung tụ ma lực, kết hợp nhiều kỹ năng nhỏ mà anh sở hữu. Haruka thầm nghĩ rằng ngay cả những kỹ năng tưởng chừng vô dụng, nếu biết cách phối hợp đúng cách, có thể mang đến một kết quả khác biệt. Trong khoảnh khắc quyết định, Haruka dồn toàn bộ sức mạnh, chém một đường nhanh như chớp và cuối cùng hạ gục đối thủ. Chiến thắng này khẳng định ý tưởng của Haruka, nếu biết cách tận dụng tất cả những gì mình có thì ngay cả những kỹ năng cùi nếu kết hợp lại cũng có thể tạo ra khác biệt. Nhưng Haruka chưa kịp ăn mừng thì lần này lại xuất hiện một con quái vật áp sát Haruka. Nó là hoàng đế goblin, đối thủ của cậu ấy đã đạt cấp 50, trong khi Haruka mới chỉ ở cấp 9. Cậu được ước lấy rồi nhé. Vừa nãy ai còn thầm ao ước có những quái vật mạnh hơn để thử thách bản thân cơ mà. Haruka liền thi triển lại kỹ thuật mà cậu vừa phát triển, kết hợp các kỹ năng cùi để tạo ra một kỹ năng mới mà Haruka gọi là hư thực. Với kỹ năng này, anh có thể tung đòn một cách bất ngờ, khiến đối thủ không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc quyết định, Haruka dồn toàn bộ sức mạnh vào một đòn duy nhất, tung ra nhanh nhất có thể. Đòn đánh đã trúng, nhưng tiếc thay vẫn không gây được tổn thương lớn cho hoàng đế goblin. Hoàng đế goblin nhanh chóng lao tới tấn công Haruka. Suýt chút nữa thôi, móng vuốt của hoàng đế goblin tiễn cậu ấy về chầu với ông bà rồi. Những đòn tấn công như vũ bão, Haruka nhận ra những con quái vật ở một cấp độ nhất định cũng có thể dùng được kỹ năng vũ khí. Sau một loạt đòn tấn công không chính xác, Haruka nhìn thấy sơ hở và giáng thẳng một đòn vào hoàng đế goblin. Nó đã nhận phải sát thương nhưng hoàng đế goblin cũng ngay lập tức hồi máu. Không chần chừ, Haruka tiếp tục triển khai kỹ năng hư thực, nhưng ngay lập tức Haruka đã bị hoàng đế goblin tấn công bằng nhát chém ma thuật. Vì trong lúc thi triển kỹ năng, Haruka chẳng thể nào di chuyển để né tránh được. Haruka cố gắng duy trì sự tập trung cao độ, vì cậu ấy biết thương tích của mình chưa là gì so với những gì nhóm não thịt đã phải chịu đựng. Nếu một lần không được thì hai lần không được thì ba. Haruka, cậu ấy nhất định sẽ không chấp nhận thua cuộc ở nơi này. Cuối cùng, cả hai lao vào nhau với một đòn sinh tử. Kết quả Haruka đạt đến cấp 11 và nhận được một kỹ năng mới là hư thực. Ngoài ra, Haruka cũng đã hiểu hơn về kỹ năng trăm nghề như không của mình. Nó sẽ khiến cậu ấy tăng cấp chậm hơn nhưng dễ học và tăng kỹ năng. Nhưng sau cùng Haruka vẫn quá yếu. Về kỹ năng hư thực, sau khi lên cấp thì giờ đây kỹ năng đó có thể tấn công ngay lập tức mà không cần Haruka phải chuẩn bị nữa. Đó sẽ là quân bài chủ lực của Haruka. Cậu ấy sẽ tận dụng được khoảng trống khi địch tung kỹ năng vũ khí. Giờ đây, Haruka đã sẵn sàng cho nhiệm vụ mà cậu phải gánh vác, tìm cách khắc chế kỹ năng của kẻ thù để bảo vệ lớp trưởng và bạn bè. Trong khi Haruka đối mặt với cuộc chiến, tại nơi khác, lớp trưởng và các bạn nữ cùng lớp đang cố gắng tăng cấp và luyện tập để tự bảo vệ mình. Tuy vậy, họ cũng dần lo lắng vì Haruka đã rời đi 2 ngày mà chưa quay lại, khiến bầu không khí trở nên ảm đạm. Trên đường trở về thành phố thì họ bất chợt phát hiện ra một bóng người quen thuộc, đó là nhóm não thịt. Bọn họ đã không gặp nhau sau một thời gian dài xa cách. Nhìn thấy tất cả đều an toàn, ai lấy cũng đều niềm nở. Nhưng rồi khi tiến lại gần, lớp trưởng đã ngạc nhiên khi thấy Kakizaki và những người đi cùng lại mang trên mình đầy thương tích. Kakizaki đã nói nhóm của bọn họ không sao, nhưng còn Haruka thì bọn họ cũng không biết rõ nơi mà cậu ấy đang ở nữa. Kakizaki chỉ cho biết rằng Haruka đang một mình chiến đấu trong rừng, đương đầu với hiểm nguy để bảo vệ những người mà cậu ấy quan tâm. Cùng lúc đó, Haruka đang phải đối mặt với một kẻ địch nguy hiểm ở chính căn cứ của mình. Hoan nghênh cậu Tanaka, chào mừng đến nhà tôi. Tanaka thản nhiên chào lại, kèm theo nụ cười nhạo báng. Còn tưởng cái đám não tàn sắp nghẹo kia sẽ dẫn đường cho hắn tới chỗ lớp trưởng chứ, không ngờ lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Vốn dĩ Tanaka, hắn đã có kế hoạch chu toàn từ trước, thao túng bọn lưu manh, chia rẽ cả lớp và khiến mọi người quay lưng với nhau. Cơ mà ngay lúc này thì hắn ta lại chẳng có hứng thú với Haruka chút nào. Một kẻ được coi là phế vật trong mắt hắn khi mà toàn sở hữu những kỹ năng rác rưởi. Giờ đâu phải lúc đi đấu với thằng cúi bắp với toàn kỹ năng rác nhỉ? Haruka, với ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định, chỉ gậy về phía Tanaka, mặc cho đối thủ cười khẩy chế giễu. Haruka không lùi bước, lời nói của đối thủ cũng không thể lay động lòng kiên định trong cậu. Dù có cô độc, Haruka biết rõ mình đang bảo vệ điều gì và sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ điều đó. Cậu cầm chắc cây gậy, nhìn thẳng vào kẻ địch và bước tới với tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Video đến đây là hết rồi. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh và like video để ủng hộ cũng như theo dõi được những video sớm nhất của mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Lời chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.